Ha, mình sắp hoàn thành trò chơi này. Điều quan trọng là không bị cắm ở bên bên. Hey, một ngụm cola cho game thủ chuyên nghiệp. Ồ, chuyện gì vậy? Wow, đó có phải là chim Opila không? Được rồi, đừng đánh thức nó. Mình phải ra khỏi đây. Cái gì? Chỉ có Opila được đi ra. Mình nên làm gì đây? Mình bị mắc kẹt ở đây mãi mãi sao? Báo động, báo động. Ngươi không thể trốn khỏi ta được đâu. Ao, bỏ ra coi. Không ổn chút nào. Chắc là mình thoát rồi. Nơi này là nơi nào? Váy đẹp quá à. Thật đẹp và mềm mại. Hy vọng không ai bận tâm nếu mình thử nó. Có vẻ nó vừa với mình nè. Trùm kích. Wow, mình giống như Opila. Mình chắc cũng sẽ cần một số thứ khác nữa. Ồ, bút lông. Mình may quá đi. Đầu tiên, hãy vẽ mắt và mỏ nha. Mình cần gì khác ngoài mặt nạ không ta? Để xem nào. Các cậu thấy sao hả? Hy vọng nó sẽ không bị nghi ngờ. Cô bé đó suýt làm gãy mỏ của mình. Nó tốt nhất nên coi chừng. Ừ, nhận lấy nè. Hy vọng lần này sẽ thành công. Nó không mở. Chắc mình bị kẹt ở đây luôn rồi. Này, mình chưa từng thấy cậu ở đây bao giờ đó. Ừ, xin chào. Ừ, ta thề sẽ bắt được ngươi. Tất nhiên, mình cần có một kế hoạch. Mình nên bắt đầu từ đâu đây? Mình đã có bộ trang phục màu hồng. Tiếp theo, mình cần có đôi cánh. Làm thôi. Đầu tiên, mình cần tìm vật liệu. Chắc mình phải bắt đầu tìm kiếm trong phòng của Opila. Wow, và đây là thứ mình muốn nè. Mình nghĩ cô ấy không cần những chiếc lông vũ đó nữa. Sẵn sàng đổi chúng, lấy những con giun ngon rồi. Hy vọng sẽ thành công. Khi nào cô ta mới cắn câu ta? Mình cần chờ đợi. Cái gì? Là ngươi. Ồ, sâu. Món yêu thích của mình. Chúc ngon miệng nha, Opila. Và mình sẽ thu thập lông vũ. Hiu, xong xuôi rồi. Bây giờ mình có mọi thứ mình cần rồi nè. Chúng mình sẽ sử dụng súng bắn keo để cố định lông trên găng tay. Mình thích việc này. Điều quan trọng là không lạm dụng nó nha. Tuyệt, trông thậm chí còn tuyệt hơn mình tưởng tượng nữa. Còn rất nhiều lông. Mình không muốn vứt chúng đi chút nào. À, mình có ý này. Bây giờ mình có chiếc băng đô. Yeah, trông thật tuyệt vời. Và với đôi cánh, sẽ không ai có thể phân biệt mình với Opila. Mình nghĩ để trốn thoát, mình cần phải kiểm tra phòng trước. Chưa có gì thú vị cả. Đó là điều khiển từ xa trong trò chơi. Thật kỳ lạ, tại sao không có gì xảy ra kìa? Có lẽ đã hết pin rồi. Ok. Wow, rất ngon nha. Không, hình như mình đã bật cái gì đó. Để ta yên đi. Ngươi cần gì? Lấy hết đi. Chỉ cần để cho ta được yên. Quá tệ là nó không hoạt động. Được thôi, ra ngoài. Ta sẽ ném cái này vào ngươi. Cuối cùng. Mình nghĩ mình cần một kỳ nghỉ. Có điều gì thú vị ở đây không nào? Huggy, có lẽ cậu đã thấy gì đó. Ok, đây là cái gì ta? Trông giống như tấm thẻ vậy. Đó là Visa hay Mastercard? Không, nó trông giống chìa khóa điện tử hơn. Nó mở cái gì ta? Có vẻ mình đang đi đúng hướng. Wow, mình đã mở nơi bí mật nè. Đó có phải là thứ mình đang nghĩ không ta? Xem nào. Làm sao Opila xử lý được đôi cánh này? Cuối cùng, mình thích đập hộp. Wow, đó là máy hút bụng. Có vẻ hôm nay mình may mắn. Nó chăm chích, nhưng nó hoạt động. Ok, bây giờ hãy thử chế độ khác nha. Làm sạch lỗ chân lông sâu thì sao? Thứ này thật mạnh mẽ. Mình sẽ trẻ ra vài tuổi. Mình sẽ không phải đi học trong vài năm nữa. Kế hoạch hoàn hảo. Lần đầu như vậy chắc là đủ rồi. Để cho triệt để,
hãy thử chế độ khác nào. Massage. Bây giờ mình đã hiểu tại sao người lớn rất thích spa rồi. Da mình bây giờ mềm mại hơn lụa. Tuyệt. Mặt nạ của mình cuối cùng cũng đã đến. Cái gì? Làm sao để đắp đây ta? Cậu quên móc lỗ cho mỏ rồi. Vậy đừng mong chờ có phản hồi tốt đẹp nha. Biết gì không? Mình đã đổi ý rồi. Các con của mẹ. Mẹ sẽ chăm sóc cho các con. Gary, Margot, con cần nhiều ánh sáng hơn, tốt hơn rồi đó. Chúng ta không muốn các con trở thành trứng bát, đúng vậy không? Một chút kem chống nắng cho mọi người. Ok, bây giờ mình không phải lo gì nữa. Gary, có chuyện gì vậy? Có vẻ như đã đến lúc thay tã rồi. Thôi quá đi. Các cậu à, xem video trùm trip của chúng mình nha. Cái gì? Nhắm mắt lại. Con không thể xem nó. Phát video khác đi. Mùi khủng khiếp đó là gì? Nó đến từ đâu vậy? Thật khủng khiếp. Có vẻ đã đến lúc đánh răng rồi. Wow, cái gì đây? Tại sao nó không mở ta? Chà, cả vườn quái vật Ben Ben. Nhưng tại sao chúng không có màu? Ồ, biết rồi. Để mở hộp, mình cần tô màu tất cả các nhân vật. Hãy bắt đầu với cậu nha, Jumbo. Wow, gì vậy? Sai màu rồi. Cậu ấy có màu xanh lá cây, không phải màu vàng. Ok, mình sắp xong rồi. Được nè, chiếc hộp đã mở ra. Wow, đây là tâm nước. Aha, nó giống như đài phun nước nhỏ vậy. Ok, mình muốn đánh răng rồi. Bây giờ mình cảm thấy thật khác biệt. Mình đã thoát khỏi mùi. Nhưng còn màu vàng thì sao? Và đó là một nụ cười hoàn hảo. Tuyệt vời. Bây giờ tất cả cùng nhau. Ai đó mà mình đã từng biết. Ủa, có vẻ hơi quá rồi. Cậu là ca sĩ tuyệt vời. Thật sao? Mình biết mà. Tiếp theo là gì? Ngón tay của mình. Chưa bao giờ nghĩ giọng của mình nghe như thế này. Không biết mình có thể làm vỡ ly không nhỉ? La, cố lên, la. Ủa? Bây giờ mình sẽ dựa vào tiếng vang. La. Đầu của mình sắp nổ tung rồi. Ồ không, con yêu. Ngươi nghĩ ta không làm vỡ được ngươi hả? Vậy thì sao? Cái gì? Vẫn không nứt. Được rồi, mình từ bỏ. Có vẻ như mình đã hoàn toàn quên mất việc trốn thoát. Mình phải biến thành Obela nếu muốn ra khỏi đây. Đã đến lúc trang điểm rồi. Nhưng mình có thể lấy túi trang điểm ở đâu ta? Aha, nó ở đó, đằng sau Obela. Chỉ cần tự tin thôi. Có vẻ như cô ấy không nghi ngờ gì cả. Mình sẽ trả lại mọi thứ khi mình hoàn thành. Ô không, ngươi đi đâu vậy? Nó là của ta mà. Mình cần nó hơn. Ngươi là đứa trẻ. Vậy thì sao? Hay cô muốn chơi hả? Ok, đừng nhấn nút. Cảm ơn. Đó chính xác là những gì mình muốn. Bây giờ trở lại kế hoạch nào. Được rồi các cậu. Các cậu nghĩ sao về cách trang điểm của mình? Vậy điều khiển từ xa này để làm gì? Ồ, mình nghĩ mình biết rồi. Cái gì? Lại là thứ này. Có lẽ nó sẽ bay đi nếu như mình giả vờ chết. Nó vẫn còn ở đây chứ ta? Wow, hình như mình bắt được một con. Thật là trò chơi thú vị. Cảm ơn máy bay. Một con chim nhỏ ngộ nghĩnh. Không biết nó có thể làm gì. Có thể nếu mình ấn tượng hơn, cái gì đó sẽ xuất hiện. Là đất sét. Mình nghĩ mình cần nhiều hơn một chút. Thôi nào, đừng có tham lam. Tuyệt, mình nghĩ như vậy là đủ rồi. Và mình biết phải làm gì. Một cái mỏ. Đây là thứ mình thiếu nè. Đúng thật tuyệt. Mình cần phải đi xem thử. Wow, các cậu, mình giống Obela thật sự nè. Bây giờ hãy thử tìm 5 điểm khác biệt. Nó thật sự rất khó đó nha.
bây giờ mình đã hoàn toàn sẵn sàng. Mình nghĩ cánh cửa sẽ cho mình ra. Ồ không, ngươi đang làm gì ở đây vậy? Mình đi đây. Và ngươi đi đâu? Ồ mẹ ơi, ngươi có cái mỏ trên trán, hãy đặt nó thấp hơn, được chứ? Cảm ơn Obela, lần này mình chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động. Tạm biệt Obela, đừng quên mình nha. Tạm biệt. Ủa, mình nghe thấy tiếng vỡ nước. Có phải Megan không? Hay là Mark? Ra đi. Mẹ, con gái, mẹ đã chờ đợi con rất lâu. Mẹ ơi, tại sao con không thể hét? Đừng sợ mà, chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân thôi. Tôi chạy vội đến đây ngay khi nghe thấy cô. Bị mất giọng hả? Chờ chút nào. Được rồi, uống cái này trước đi. Ok, tốt hơn chưa? Tuyệt, hãy thử la xem. Cố lên. Wow, tuyệt, mình biết cái này sẽ có ích mà. Cảm ơn bác sĩ, tôi rất vui khi giúp được. Cô tính trả tiền như thế nào? Ừ, được rồi, tôi sẽ đến sau. Tạm biệt. Con yêu à, chắc con đói rồi ha. Xem mẹ có gì nè. Ôm nhôm nhôm, muốn thử không nè? Nhìn kìa, nó rất ngon. Mở miệng ra, mẹ sẽ cho con ăn. Tiếng ồn gì vậy? Thưa bà có biết bà đã vi phạm luật đối xử với trẻ em điều 141 hay không? Đừng cho trẻ ăn run nha. Được rồi, cô chim à, lòng của cô đang chờ đó. Để xem cô sẽ hát như thế nào bây giờ. Và đây dành cho con nè. Thú vị thật. Ồ, con yêu. Còn quả trứng nào không? Nhưng tụi con là nhận chung hết mà. Đi thôi, vật kỷ niệm. Hiu, đến kịp rồi. Còn con thì sao? Tôi sẽ để lại vỏ trứng hay gửi đánh giá qua cho. Buồn thật mà. Mọi người đi hết rồi hả? Nhưng còn mình thì sao? Con nè, cô đến để đưa con về nhà đây. Giờ chúng ta là gia đình rồi. Chúng ta có thể đi khắp nơi luôn. Điều khiển của con mở được mọi cánh cửa nè. Chà, cổng dịch chuyển sao? Cùng đi thôi. Không khí thật trong lành. Mẹ thử điều khiển được không? Mẹ thử đi. Đi thôi. Cái gì vậy? Nhìn không giống cái cửa ha. Là trực thăng sao? Sao nó đi theo chúng ta vậy? Mau sửa thôi. Mẹ nghĩ nó không giúp gì cả. Cậu ấy chỉ muốn chơi đùa thôi. Với tóc mẹ sao? Bỏ ra đi. Mẹ hòa nhập với mọi người dễ thật đó. Hình như nó bay lên nè. Khoan đã, để con giúp mẹ. Hủy. Hiu, mém nữa xong rồi. Thả bãi ra. Wow, tạm biệt nha. Được rồi, chim nhỏ của mẹ. Mau đi thôi trước khi mấy con chim khác tới. Tự nhiên như ở nhà nha. Này Kylie, chào em gái con đây nè. Hả? Sao vậy mẹ? Em gái mới của con nè. Chào chị. Này, cẩn thận xíu được không? Chị cũng thô lỗ được đó nha. Thôi đừng gây nhau nữa mà. Chị là Kylie. Ồ, em mạnh đó. Nhưng đừng hòng dọa chị nha. Để xem. Chị thả tay em ra được không? Được thôi em gái. Đi đi. Ui da, tay chơi điện tử của mình. Mẹ rất vui khi hai con là bạn của nhau. Ở nhà vui vẻ nha Kylie, mẹ phải đi rồi. Mình phải giải quyết cái sự căng thẳng này. Chị làm gì vậy? Em chơi chung với nha. Này buông ra, chị chưa chơi xong mà. Trả lại đây. Nhưng em cũng muốn chơi nữa. Đi mà. Cái gì? Đây là đồ giải tỏa căng thẳng mà chị thích nhất đó. Mình làm hỏng rồi. Im lặng đi. Sao em cứ la lớn quá vậy? Đưa đây cho chị. Ta sẽ tự làm đồ chơi thư giãn. Ta cần có quả bóng và bột này. Chị có chắc là làm được không đó? Tất nhiên rồi. Giờ gắn cái tiểu vào ở đây. Rồi cho bột vào nha. Mình có trò này. Vỗ tay cho chị nào. Ôi trời. Trông chị như chú Hề vậy á. Coi chừng chị đó nha. Nhưng hoàn thành đồ chơi thư giãn này trước cái đã. Chị sẽ lấy cái này. Đồ chơi thư giãn xong rồi. Em có thể nắn nót đủ kiểu mà em muốn. Đây nè, em lấy đi. Cảm ơn chị, tuyệt quá à. Hết môi rồi. Đợi đã nào, mình biết phải làm gì rồi nè. Mình nghĩ chị Kylie không để ý đâu. Cài bẫy trước tiên đã.
ta cần phải đổ đầy xô nước. Tuyệt. Cuộc sống phải muôn màu. Hoàn hảo. Mình phải nhanh lên trước khi chị quay về. Một bước đi nhỏ của con người là một bước nhảy vượt bậc của thế giới tròn nghịch. Giờ thì bước cuối cùng của kế hoạch đây nè. Hailey. Ơi, lại là em đó hả? Hả? Cái gì vậy? Ồ, em. Ồ, không phải là em đâu. Chị biết là em mà. Ồ, trơn quá đi. Em nghĩ là em thoát được chuyện này hả? Em chỉ chán thôi mà. Em xin lỗi. Được rồi, nhưng đừng làm vậy nữa nha. Mình không biết mấy cái gối này làm gì vậy ta. Hay mấy cuốn sách này. Còn gì ở đây nữa? Có lẽ ở trại mồ côi cũng không tệ quá. Mình tưởng sẽ không bao giờ rửa trôi sân này chứ. Nè, sao em buồn quá vậy? Em cô đơn quá. Ồ, chị hiểu rồi, nhưng mình có ý này. Thắp sáng nào. Cắt hình mặt nạ mắt từ giấy xốp màu. Giờ gắn thêm chi tiết trang trí nữa. Và đừng quên cái mỏ chim. Không có lông thì không phải chim rồi. Bắt đầu thôi, mình sẽ cho Opela xem. Hú à, em gái. Hả? Nhìn nè, chị giống em này. Em hết cô đơn rồi nha, vì em có chị rồi. Nó là chim á hả? Hay là máy bay vậy? Không, đây là trò đùa của chị. À! Ui da. Chúc chị sống vui. Ước gì chị có thể thấy mặt chị đó. Hẹn gặp lại. Đúng là thảm họa mà. Giờ thì mình phải dọn dẹp lại cho em ấy nữa. Được rồi, nó từng nằm ở đây. Ồ, lần sau mình biến em ấy thành cái dẻ lâu cho mà xem. Hiu, mình nên làm gì với nó đây? Cái gì vậy? Mình chưa thấy nó bao giờ. Điều khiển này làm gì đây ta? Không có gì xảy ra cả. Hay là nó bị hư rồi? Chà, cái gì vậy? Chuyện gì với cái cửa vậy? Chao ơi, nhìn giống như cổng dịch chuyển vậy. Được rồi, mình ở đâu đây ta? Khu vườn Ben Ben. Giờ đã rõ rồi nha. Nhìn như phòng thí nghiệm của tiến sĩ điên vậy. Tuyệt quá đi. Có nhiều máy khác nhau quá. Chà, cây chải tóc sao? Mình không ngờ tìm thấy nó ở đây. Mèo Kitty. Chúng ta có gì ở đây nào? Là Opela. Và người đẹp nào đây? Mình có thể giống cô ấy. Mình nên bắt đầu từ đâu đây? Để nhìn lại Ben Ben Lina xem nào. Được rồi, mình sẽ bắt đầu với trang phục nha. Đến hộp trang điểm nào. An toàn là trên hết. Và bắt đầu thôi. Yeah, háo hức quá đi. Để xem chuyện gì xảy ra nào. Mình nghĩ đây đúng là thứ mình cần rồi. Trắng hợp với mình đây. Nhưng mình không cần kính đâu. Mình sẽ đem chúng đi tái chế. Ổn hơn nhiều rồi. Mình trông thật hoàn hảo nè. Mọi thứ thật dễ thương. Ải cuối rồi. Đừng có làm phiền chị. Chơi đi mà. Chị đang chơi rồi nè. Chị thật thô lỗ quá. Hả? Được rồi, đủ rồi đó. Chịu hết nổi rồi. Mình biết cách dạy con bé một bài học rồi nè. Để xem em hát thế nào sau màn này. Mình là dân chuyên cho mấy trò này mà. Không cần cái này đâu. Đổ tí nước vào thôi. Được rồi, giờ mình phải thật cẩn thận. A ha, tuyệt vời. Này Opela, đến đây đi, chị cần em phụ chị nè. Em đây. Chà, cái gì vậy chị? Em sẽ biết ngay thôi. Đây nè, em cầm lấy đi. Tất nhiên rồi, em làm được. Em chỉ cần lên cao tí thôi. Được rồi, em sẵn sàng rồi. Cảm ơn em nha. Được rồi, tạm biệt ha. Khoan đã, còn cái cốc này thì sao? Cái gì đây? Vậy là chúng ta đối đầu nhau chứ gì? Lừa được em rồi nha. Mình phải làm gì đó với mái tóc này. Hay là mình cần râu ta? Hay chỉ cần mái thôi? Mình nghĩ là đẹp đó. Đó không phải thứ mình muốn. Sao lại khó thế này chứ? Nhện kìa. Nhưng khoan, đúng thứ mình đang thiếu nè. Lấy thêm nữa đi. Nhiều đây chắc là đủ rồi đó. Và kiểu tóc mới của mình đây. Tuyệt quá à. Được rồi, tóc giả xong rồi. Mình trông tuyệt quá đi. Vẫn còn thiếu thiếu gì đó. Ben Ben Lina có gì ta? Đúng rồi, cô ấy có nơ và sưng nữa. Nhưng mình không có. Nhưng sửa lại thì dễ thôi. Cốc sẽ làm được nè. Mình sẽ cắt khoét phần đấy. Và giờ thêm keo nóng nữa. Gắn hết lên băng đô thôi.
Ồ, mấy cái sừng nhỏ dễ thương này. Hình như mình cải thiện chúng lẫn tóc của mình luôn nhỉ. Ngoại hình mới, cần trang điểm mới. Tẩy trang thôi nào. Tuyệt. Đến lúc kẻ mắt thật dài rồi. Ồ, lại trông xấu xí nữa rồi nè. Được rồi, mình có ý này. Mình biết mẹo này. Vẽ mà đúng không? Vậy thì dùng băng kính để làm viền thôi. Giờ nó sẽ trông thật đẹp và mượt mà. Và mình có thể tháo băng keo ra rồi. Quá đẹp luôn. Giờ thì thoa son nè. Để xem chúng ta có gì ở đây. Chao ơi, hơi quá rồi đó. Mình chưa sẵn sàng xỏ khuyên đâu. Và đồ làm căng môi đây rồi. Chà, đúng ý mình muốn luôn. Hôn một cái nào. Lần này chị thắng rồi đó. Nhưng chiến tranh chưa kết thúc đâu nha. Đồ giải trí của chị Kylie nè. Màn trả thù này sẽ rất ngọt ngào đây. Đổ bột gelatin vào tô nè. Giờ thì thêm nước vào nữa. Mong là chị Kylie thích sandwich ha. Được rồi, như vậy là đủ rồi. Khuấy thật đều. Và cuối cùng, lớp kem lên bánh nè. Hoặc là máy chơi điện tử vào thịt. Tốt nhất nên giấu bất ngờ đến đúng lúc. Làm nguội thôi. Cuối cùng thì cũng mua được. Hả? Ai làm đó? Đây là tay cầm điện tử của mình mà. Opila, em làm đúng không? Chưa hết đâu chị à. Bắt đi nè. Này, được rồi Opila, coi chừng đó. Để xem nào, mình muốn có màu mắt mới. Tuyệt vời, tìm được rồi. Mình luôn muốn có mắt màu tím. À ha, khi bạn sẵn sàng, chiếu tia vào mắt bạn. Rồi, sẵn sàng rồi, bắt đầu. Lạ thật đó, mình chưa bao giờ thấy đẹp như vậy cả. Bạn thấy sao nào? Chán quá đi, nhưng mình cần phải làm gì đó với đôi giày. Lo liệu đôi giày nữa. Lâu rồi không gặp nha. Ta cần trộn vài gram bột baking soda và một ít kem đánh răng. Hỗn hợp này sẽ làm đôi giày trắng sáng trở lại. Và có cọ rửa đây rồi. Bắt đầu nhỉ. Ta sẽ lấy một ít và chà lên trên đôi giày. Không còn đá phải băng ghế sơn nữa. Hỗn hợp của chúng ta rất tốt. Để hỗn hợp thấm hút được tốt hơn, hãy dùng màng bọc thực phẩm để bọc giày nha. Ta không thể thiếu tia cực tím nữa nha. Mình đảm bảo chúng sẽ sáng chói hơn cả mới nữa đó. Đủ rồi. Để xem thế nào nào. Mình đã nói rồi mà, giờ chúng nhìn sáng trắng hơn nhiều. Không biết chị Kylie đi đâu rồi nhỉ? Ai đó đến sao? Chào em gái, nhận ra chị không nè? Hả? Thì ra chị Kylie là Ben Ben Lina sao? Tuyệt quá đi. Không thể tin vào mắt mình được. Là cô ấy. Vậy em có thích màn trang điểm của chị không? Ben Ben Lina là chị sao? Đúng vậy. Em vẫn tuyệt hơn nhiều. Không là chị. Không là em. Là chị mà. Cả nhà ơi, hãy bình luận phía dưới là ai tuyệt hơn nha. Mình hay là Opila? Chúng mình đợi đó nha. Này, anh chàng đẹp trai đây sao ở một mình vậy? Lại đây nào. Chị có kế hoạch cho em nè. Được rồi, em không cần ăn mất nữa đâu. Tuyệt, mình nghĩ Opila sẽ thích trải nghiệm hương vị mới đây. Để đầy lọ nào. Yeah, nó sẽ nóng bỏng lắm đó. Mất thật là ngon. Nó sẽ vui lắm nha. Cứ đợi thôi. Ta vẫn còn một ít nè. Hả? Mẹ sao? Kylie! Con làm đúng vậy không? Cay quá à. Nước. Tiếng ồn gì vậy? Mình sẽ quay lại sao vậy? 1.000 và 100. Mẹ ơi, cho con ít tiền nha. Nha mẹ. Không nha con gái. Sao vậy? Hay để con xoa bóp cho mẹ nha. Hả? Con xoa bóp cho mẹ vậy, mẹ có cho tiền con không? Được rồi, ngồi ở đây đi. Dạ vâng. Mẹ làm con sợ đó, đừng có làm vậy mà. Đau quá. Giữ lấy. Nếu như muốn có tiền thì con phải thông minh. Ta cần có ly nước. Để tờ tiền ở trên. Rồi giờ thì lấy tiền bằng cái này. Thế thôi, giờ thì lấy đi. Con làm được rồi, lấy được rồi nè. Con gái thông minh. Xong. Cha, con cảm ơn mẹ. Mình để nó ở đâu nhỉ? Đây rồi.
đừng hòng mà thoát khỏi ta nha. Ở yên đây. Lâu rồi nước Coca và kẹo Mentos không gặp nhau nhỉ. Bạn biết chuyện gì xảy ra khi họ gặp nhau chưa? Mình không để họ đợi đâu. Mình để cả thanh kẹo luôn. Phải đóng nó lại, nhanh nào. Đằng ấy sao rồi? Ổn không bạn Hiền? Tay mình bị kẹt rồi. Obila đâu hả con gái? Mẹ à, không, mẹ đừng có mở. Mẹ chỉ uống một ngụm thôi mà. Hả, có chuyện gì vậy? Con xin lỗi mẹ, con không cố ý đâu mà. Tệ thật đó. Ồ, rơm rít. Con mau đi thay đồ luôn đi. Nhìn tớ hơi nhút nhát, nhưng có vẻ ổn hơn rồi đây nè, so với mấy bộ đồ trước đó. Phải, cái này là xinh nhất. Ok, cảm ơn vì đã giúp tớ thay đổi nha. Tớ thật sự đẹp hơn trước đây nhiều. Vĩ đại sinh ra đố kỵ, đố kỵ sinh ra độc ác. Nè, cổ cậu bị sao vậy? Trời ơi, sao nó biến mất tiêu rồi? Còn đây là gì? Đến lúc tập thể dục rồi. Đồng ý. Wow. Bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4. Lần nữa, làm lại. Nào bé mập, đừng dừng lại. Nào nào, tập đi. Lần nữa, nữa. Để coi, thứ này còn ở đây hả? Bọn mình phải làm gì đây? Ồ, phải rồi ha. Đây nè, cầm cái này đi. Được thôi, nhưng thật sự phải làm vậy hả? Nhìn là lạ làm sao á. Nhưng mà tớ rất thích nó. Bọn mình đã xong rồi. Hãy so sánh kết quả nha. Phải, chắc chắn là đẹp hơn rồi. Tớ đã thấy họ làm như thế này trên TikTok đây nè. Thích lắm luôn. Ừ đúng rồi, TikTok sẽ không đưa ra lời khuyên tệ đâu. Nhưng tớ không chắc. Nè, hả, cậu vừa làm gì vậy? Thấy ghê quá. Không, đừng có tim mà. Được rồi. Tớ có son dưỡng làm căng môi nè, thử đi. Ok. Để xem nào. Ha ha, đẹp hơn nhiều đó. Yeah, yeah. Tuyệt. Thú vị thật nha. Ồ, anh chàng này đẹp trai quá à. Mình say nắng mất tiêu rồi. Anh ấy sẽ là của mình bằng bất cứ giá nào. À, phải rồi. Chào Ken. Anh ngầu ghê. Tụi mình hẹn hò nha. Hiu, mong là anh chàng sẽ đồng ý. Chờ chút, có điện thoại. Gì cơ? Tất nhiên là không, anh chỉ hẹn hò với búp bê nổi tiếng thôi à. Sao? Không. Barbie, Barbie, xem tớ tìm thấy gì nè. Bọn mình sẽ gắn kính áp tròng cho cậu nha. Ý cậu là gắn vào mắt đó hả? Ok, tớ muốn màu xanh dương. Không, cậu hợp màu xanh lá mà. Tớ muốn xanh dương à. Vậy kết hợp nha. Ok. Cậu thấy thế nào? Không đẹp, nhìn hơi sợ á. Như này thì sao hả? Giờ thì hoàn hảo rồi đó. Mary, bữa tối xong rồi đó con. Con đến đây. Em là Barbie hả? Hả, tặng cho em sao? Ừ, chào cưng. Chào, xin chào, phải là anh đây, Ken nè. Em sẽ hẹn hò với anh chứ? Ừ, tất nhiên em đồng ý. Hoa đẹp quá đi à. Không đẹp bằng em đâu. Này đợi đã, nếu các bạn muốn xem buổi hẹn hò của mình, hãy để lại bình luận nha. Kẹo là lẽ sống và là lý do để tớ thức dậy mỗi ngày. Phải ha, rất ngon luôn á. Ồ, tớ có ý này nè. Hãy chơi trò có bầu đi. Gì cơ? Tớ chưa sẵn sàng. Đừng lo, chuyện bình thường của con gái chúng mình mà. Hình như là sinh đôi. Để coi. Cái gì? Không hiểu, kẹo của tớ đâu. Tớ không biết à nha. Tớ có điều khiển từ xa cho cậu nè. Làm ơn, đừng mà. Cười lên nào. Tớ không muốn cười. Răng của cậu bị sao vậy, búp bê? Bọn mình cần phải làm gì đó. Hãy chọn răng mới cho cậu nha. Tụi mình không nên làm vậy. Làm ơn, nó ổn mà. Ồ, đeo cái này vào đi. Tớ lấy của bà ngoại đó. Không, làm ơn, đừng mà. Được rồi, vậy bọn mình sẽ làm trắng răng cậu bằng thứ này. Rồi,
Hy vọng không phải là của bà cậu nha. Không đâu. Cậu thấy sao hả? Đẹp hơn nhiều rồi đó. Trông tớ có đẹp không nè? Đừng có làm quá lên, nhưng đúng là đẹp hơn đó. Nhìn nè, tớ thích nó, tớ yêu cậu lắm. Tớ cũng yêu cậu nữa. Ừ, tớ yêu cậu Barbie, tớ yêu cậu mà. Và tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu. Khoan đã, thật kỳ lạ. Cậu bị làm sao vậy? Ồ, đúng như mình nghĩ. Tớ yêu cậu, tớ cũng yêu cậu nữa Barbie. Dù sao đi nữa tớ cũng yêu cậu. Con yêu bất ngờ chưa? Ba sắp nhỏ à, anh đâu rồi? Anh đây, xin lỗi, nó nặng quá à. Quà của con đây Mary. Đây là búp bê thế hệ mới nè. Nhưng con đã có một bạn búp bê rồi mà. Con chưa biết thôi. Bé này tốt hơn gấp vạn lần đó nha. Nhìn xinh quá đi à. Các bạn ơi, hãy để lại bình luận tớ nên chọn bạn búp bê nào nha. Tớ có hơi bối rối. Chà, đúng là cậu ấy xịn hơn mình nhiều. Xin lỗi Barbie, con hết thời rồi. Con sẽ vào trong thùng rác. Không, ba ơi, dừng lại, đừng mà. Sao vậy? Ba ơi, dừng lại, đừng làm vậy. Đây là búp bê của con mà. Ba không được vứt cậu ấy đi. Ừ, đáng yêu quá. Ba tự hào về con, bé sẽ ở lại với chúng ta. Con cảm ơn ba nhiều. Chơi với bé búp bê đi, con yêu. Được rồi, làm cậu sống lại nha. Ừ, cậu đã cứu tớ, Mary. Cảm ơn nha, tớ yêu cậu. Chơi trò người ngoài hành tinh nha. Người ngoài hành tinh hả? Tại sao không? Ồ, quá đỉnh. Ồ, trời trời. Mẹ ơi, con sợ quá à. Đừng sợ mà, ba sợ. Hình như mình lại trượt kỳ thi lái đĩa bay rồi. Xin chào, đây là gia đình Mitchell. Chú là Tom. Bọn mình làm vậy nha.